Hi, hello cả nhà. Xin chào cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình nha. Lại là hai vợ chồng mình đây cả nhà ơi. Với cái khung cảnh này, hai vợ chồng mình lại làm món ăn thôi. Bật mí cho cả nhà biết chứ bữa giờ mình ăn thịt cá cũng hơi nhiều. Hôm nay vợ mình sẽ đãi cho mình món hải sản nha. Nên mình đã có mua được anh Khoa sáng đi chợ có mua cho mình được 2,5 kg ha anh. 2,5 kg ốc móng tay luôn cả nhà. Anh đi chợ anh thấy ngon quá anh mua cho mình. Mà về giờ anh kêu mình xào xả tỏi ớt gì đó. Nhưng mà cái món đó nó quá quen rồi, quá quen thuộc rồi cho nên mình đã suy nghĩ ra được một món mới lạ. Giờ mình sẽ phá cách đó cả nhà. Đó là mình sẽ nấu curry ốc móng tay nha. Không biết nó sẽ như thế nào đây. Ăn được không ta? Ăn đương nhiên là sẽ được rồi nhưng mà không biết ngon hay dở thôi. Rồi mà cả nhà cùng vào bếp với hai vợ chồng mình nha. Đây là số nguyên liệu mình chuẩn bị để mình nấu cà ri nè cả nhà ơi. Ở đây thì mình có là đu đủ, khoai lang, khoai môn mình đã chiên sơ qua rồi nè. Ở đây thì có tỏi nè, hành mình đã băm nhuyễn rồi, sả, muối, đường, bột ngọt nha. Đây nước mắm. Còn đây là hai tô nước cốt dừa của mình, một tô nước cốt gặt với một tô nước cốt dảo. Đây là hành củ. Và đặc biệt tèn tèn, đây là thau ốc của mình nè. Số ốc móng tay của mình anh Khoa hồi sáng đã đi mua cho mình và anh làm sạch, anh gỡ thịt ra cho mình luôn rồi nè cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ướp cái ốc này nha. Đây là mình sử dụng hai bịch bột cà ri nha, một cái là cà ri bột với một cái là sốt cà ri. Bây giờ anh Khoa sẽ ra tay ướp cho mình. Đầu tiên thì anh Khoa sẽ cho cái bịch nước dầu cà ri vô nè. Bịch này chắc nó tăng hương thơm á anh. Ừ, chắc nó có màu nữa. Tiếp theo là bịch bột curry. Hai bụng bịch luôn, đây là khoảng 1 kg thịt nè. Cái này khoảng 1 kg thịt ốc luôn á cả nhà. 2,5 kg mà ra được như đây là cũng khá là nhiều quá. Tiếp theo là mình sẽ cho ớt. Ủa lộn. Sả, hành, tỏi. Hành, tỏi không có ớt. Muối, đường, bột ngọt luôn nha. Bởi vì nhà mình cũng có chè em nữa, mình không có làm cay. Nhưng mà trong cái bột curry thì không biết nó có cay không. Ngồi một xíu nước mắm cho nó thơm thôi nha. Xíu nước mắm vô cho nó thơm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. À em thấy thơm rồi đó. Hấp dẫn chưa? Có mùi cà ri vô là hấp dẫn chưa nào. Hôm nay anh Khoa sẽ trổ tài cho mình nha. Nên sẽ lau vào bếp. Đây hai thịt ốc của mình cũng đã ướp xong rồi, mình để một xíu nữa thì mình sẽ bắt đầu mình đi nấu. Ốc của mình ướp nãy giờ cũng khoảng 15 phút rồi nè cả nhà ơi. Giờ mình sẽ bắt đầu mình đi nấu. Mình có chuẩn bị một cái son rồi nè, giờ anh Khoa sẽ bỏ dầu vô. Dầu đã sôi rồi, giờ bắt đầu mình sẽ bỏ hành, tỏi, với sả vô luôn. Bỏ để sôi thử nó mau lắm. Tuy chính hợp, wow, hơi lên. Rồi bỏ sả vô. Đây hành, tỏi với sả của mình cũng đã hơi mình nè, bây giờ bỏ ốc vô. Thao luôn, đã quá. Cái này mình nấu rất là nhanh cả nhà ơi. Thơm quá, thơm một cà ri. Ốc thì hấp dẫn quá. Đã chưa. Em thấy người ta nấu ốc bu nè. Bây giờ em đi làm ốc móng tay. Cái này mình bây giờ hai vợ chồng mình chế cả nhà. Bây giờ mình sạch sả ớt mình ăn cơm luôn. Thịt ốc của mình cũng đã săn lại rồi nè. Bây giờ anh Khoa sẽ chế cái nước cốt dừa dảo hồi nãy mình dắt vô nha. Rồi ốc của mình nó cũng đã sôi nãy giờ rồi. Giờ mình sẽ bỏ khoai lang với khoai môn vô. Khoai lang khoai môn thì mình đã chiên áo qua rồi. Cái này là mình nấu theo cách của nhà mình nha. Mình hay chiên vậy đặng cho nó sao anh? Béo. Bở. Nhưng mà lên cái cục khoai nó chắc lắm á. Nó không bị bấy ra. Rồi đu đủ hồi mình sẽ bỏ vô sau. Khoai lang với khoai môn mình nấu nãy giờ cũng được một lúc rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ đu đủ hết vô. Đu đủ này thì nó cũng muốn chín rồi nè. Đây là cà ri mình nấu nãy giờ nè. Mình mới nêm thử. Hiện giờ mình chỉ cần thêm một xíu đường nữa là vừa ăn rồi cả nhà ơi. Chắc nó chín rồi đó anh. Rồi bây giờ sẽ bỏ củ hành tây vô. Rồi mình sẽ bỏ hết cái củ hành tây vô luôn. Nhận nó sốt. Bây giờ bước cuối cùng là mình sẽ chế hết cái phần nước cốt đặc vô luôn. Nó sẽ béo lắm nè anh. Mầm mầm. Rồi mình cho nó mình trộn trộn lên cái là mình sẽ tắt bếp. Béo rồi đó. Cái gì mới là béo nè. Rồi mình sẽ tắt bếp nha.
tokagi của mình nè, nhìn hấp dẫn chưa? Và ở đây là mình có chuẩn bị sẵn 4 ổ bánh mì nha. Hai vợ chồng mình sẽ chiến 4 ổ bánh mì này. Thành. Đau bụng quá rồi cả nhà ơi. Mình ra vườn mình ngồi ăn cho nó mát. Xong món cà ghi của mình. Cái này món này thì cũng khá là nhanh đó. Thơm quá cả nhà ơi. Em ơi múc đi, múc đi. Đây em múc cho, anh muốn ăn cái nào? Mỗi cái một thứ. Khoai lang em chiên rồi nó còn nguyên nè. Đó. Nhìn thấy là chắc là nó dẻo lắm á em. Dẻo, khoai lang này khoai lang dẻo. Ồ, đầy quá, ồi ốc. Ngon chưa, ngon chưa. Hồi đó giờ anh chưa, em biết anh chưa ăn cà ghi đu đủ phải không? Chưa, mà cà ghi ốc kiểu này chưa bao giờ ăn, lần này lần đầu tiên nè. Mà có đu đủ rồi vô nữa. Ngon ghê, à, lần ngon đầu ghê. Cho anh trải nghiệm. Ô nó đầy quá, em múc không được nè. Múc đi chút xíu nữa lưng. Anh ăn chén nữa là lưng chứ mà. Này múc nước cho anh. Phải có nước để cho nước mình nó béo. Chảy nước miếng luôn á. Ăn một miếng khoai môn. Cái mỗi xí, cái một chút xíu. Đi. Cho anh cộng ngò luôn. Đó, thêm miếng nước nữa, thêm miếng nước nữa. Béo lắm ha. Đó. Chưa. Em cũng sẽ múc cho em luôn nè. Múc luôn đây, đầy chén lẩu. Đu đủ này ngọt lắm nè anh. Để lần đầu mình làm cái món này không biết như thế nào nữa cả nhà ơi. Lần đầu mình cũng chưa ăn luôn nữa. Nhìn mình thấy nó thèm ơi là thèm. Ốc. Trải nghiệm nữa, cái con ốc này thì mình xào tỏi mình ăn rồi nè. Nhưng mà này anh nghĩ là giòn. Hay là chồng nấu chứ chưa có, nãy giờ chưa có thử luôn á. Mới thử cái nước thôi. Đây, mình sẽ ăn với bánh mì. Mầm mầm mầm. Mời cả nhà một con ốc móng tay nấu cà ri với mình nha. Đây, mời cả nhà nha. Thơm quá anh ơi. Giòn. Nó có giòn lắm nè. Giòn mà ngọt dữ chứ. Ngon. Nhưng mà giống dĩ là con ốc này nó đã giòn rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn ngọt. Ngọt nha. Rồi sáng anh Khoa mua về, anh Khoa mần cho mình xong, anh Khoa trụng luôn. Anh Khoa trụng rất là nhanh. Sợ nó mất nước ngọt hả? Trụng vô xong rồi, chỉ mình cần lột lấy ra được là xong rồi. Đúng không? Ngon chứ. 2,5 kg mà lấy ra là được chắc. Cỡ 1 kg thịt hả? Không thịt. Có cân á, mà cũng cỡ 1 kg thịt đó, con ốc này thì... Con ốc này, cái vỏ nó mỏng. Ờ, đúng rồi, cái vỏ xịu mà. Anh làm sạch lắm á, không có miếng cát luôn á. Béo ngon quá em ơi. Mời cả nhà một miếng bánh mì nha. Mầm 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 mầm. Mời cả nhà nha, béo dữ luôn. Nước cốt dừa không mà không béo. Quá đà. Vì đây ăn cái gì cũng béo 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 hết. Ngon quá ngon. Ốc ngon quá. Phải rồi. Tối cũng chạy luôn. Cái này có người ta để sữa vô nữa em. Nhưng mà của mình nước cốt dừa nó béo mà mình nó còn sữa đâu. Em có cái mùi sữa em có ăn. Không quen. Em ăn không được. Mình là mình chỉ thích nước cốt dừa ha. Thấy gì không? Hai đứa ngồi chổi tay ngồi lộn bên rồi cái nhà. Anh ăn cục khoai lang này. Ăn cái này khoai môn nha. Bùi lắm á. Nó bùi. Em chiên áo rồi vậy cho nó đừng có bị bở. Nhưng mà chiên vậy nó thành ra nó béo thêm. Ừ. Nó có một lớp dầu quá nó béo hơn. Lần đầu tiên làm con này ăn kiểu này luôn. Không hề mong đợi. Cái con gì đó ta? Không biết. Không phải con gùi mà cái con gì á. Không. Gửi đây. Cái này mình nấu cả buổi vậy luôn mà nó vẫn giòn ha em. Nhưng mà mình nấu nhanh mà, hồi nãy mình bỏ khoai rồi vô. Anh sợ nó mềm. Anh sợ nó mềm đó, thường nấu này nó teo là nó mềm. Mình thấy cái con này là người ta xào bơ tỏi nè, hấp xả nè, thì nhiều. Nhưng mà hai vợ chồng mình chế thử coi nấu cà ghi thử nó như thế nào cả nhà. Nó khóa cách. Nó có giòn rụm nè, mình nấu cũng nửa tiếng chứ bộ. Nấu tới khoai môn với lại khoai lang nó chín là cũng lâu mà. Mà nó vẫn giòn. Ăn cục bánh mì của em luôn. Em thấy ăn cái đu đủ á. Ngọt hả? Ừ. Ngon quá à. Khoai lang này nó cũng ngọt mà khoai lang này sao củ này nó không ngọt bằng đu đủ. Thôi tự nhiên suy nghĩ được món này hay vậy.
Thật ra là sáng mình mua về, anh Khoa mua về là mình tính xào bơ tỏi cả nhà ơi. Nhưng mà mình thấy cái món đó nó bình thường quá. Suy nghĩ cho anh cao siêu lên hả? Mình muốn nấu cà ri thử coi như thế nào. Lần đầu tiên trải nghiệm. Ăn đi anh. Rất ngon. Vừa ăn không cần chấm cũng ăn thêm như vậy luôn. Ừ. Nó dẫn xong sự anh thích quá à. Thích nha cái đầu này nè. Dài sự. Cái này là anh bằng sạch thiệt sạch luôn á. Ừ. Làm hồi trước mình cũng có ăn nhưng mà mình bỏ cái phần đen của nó, mình không có bỏ cái gan, người ta gọi là cái gan á. Ăn nó hơi bị ngán. Nay bằng sạch luôn. Bằng sạch luôn, chứ còn thịt thôi. Ăn rất là ngon. Ăn không có béo thôi. Ừ. Nhưng mà nó ngọt thôi. Ăn nữa đi. Múc nữa đi anh ơi. Chơi múc cho khoai. Em á hả? Em múc hết ăn đu đủ thôi. Với con ốc à. Vậy đang hồi khoai đổi lại cho anh. Em biết anh thích con khoai. Rồi được rồi. Thêm đi. Thêm một cục đu đủ nữa đi. Nhiều vào. Đó. Nữa đi. Đó cả nhà ơi. Cục đu đủ nó đỏ nè. Thêm xíu nước nè. Đó. Có đậu phộng nữa nha. Mình có bỏ đậu phộng lên nữa. Anh khoái ăn khoai hả? Anh hả? Thích đủ thứ. Wow, ở dưới này ốc nhiều ốc quá em ơi. Nó chìm luôn. Dưới này nè. Nó bị lặn á. Ốc này nó lặn á. Cái ốc này nó lủi xuống nè. Mâm. Ăn đi anh ơi. Mâm. Cho anh nè. Ừ, thôi cho anh đu đủ. Thôi ăn đi. Trả anh nè. Nghe không? Ừ. Màu. Cho thêm mà dạp lúc qua lúc lại một tô nè. Nhóc hết trời. Có hai đứa cho nên mày đặt làm màu á. Ăn bánh mì đi. Nhưng mà cái này là mình nêm là mình bỏ ít muối nha. Mình bỏ một xíu nước mắm nữa thôi. Tại vì nước anh thích nước mắm chứ ai thích gì nêm đó à. Đoạn này, này cách là của mọi người. Cách của mỗi nhà ăn mỗi khác nhau nha cả nhà. Trời mình thích nước mắm là gì nó thơm. Ừ. Cho nó thơm. Cách nấu ăn cái thôi. Con ốc này nè, nhiều khi mình nấu cà ri vịt gà rồi thì mình bỏ muối nhiều được, còn cái con ốc này mà mình bỏ muối nhiều khi nó bị mặn. Trong con ốc này giống như cái bản thân của nó là còn mặn sẵn. Ừ. Đồ biển nấu hãy cẩn thận. Ừ. Con này mà thử cái con gì con nghêu á, anh luộc anh bỏ muối không hết ăn được. Con nghêu mà luộc bỏ muối. Mặn chát luôn. Không biết phải không? Ừ. Trên anh xa biển á. Anh ít ăn á. Ừ, khói ăn này à. Mới rồi xịt thường sợ luôn nha. Em hẩm thành ăn bánh mì luôn. Ăn đi. Một tô hẩm rồi. Hai vợ chồng ăn lưng cái tô luôn là siêu nhân luôn. Thôi ăn béo. Ừ. Ngọt. Đúng á. Rau củ mình bỏ ít ít về dừa ổ ăn. Ngon. Hình như trong cái tô này là cái gì em cũng thích ăn cho nên em bỏ vô. Củ hành nè, là bỏ vừa bỏ vô là cho nó vừa sôi lên là mình tắt liền, nó giòn. Đu đủ, lạ đó với anh. Ừ. Nó cà ri ra không ăn đu đủ. Mà ngon. Ừ. Nó ngọt ha. Cà ri nó thường là gì? Ừ. Khoai tây, khoai môn, rồi khoai lang, là như đó. Đu đủ mình nấu á, mình phải chiên áo trước cả nhà ơi. Không biết có gia đình nào nấu không chiên hôm nha. Nhưng mà đối với mình là phải chiên để cho nó không có bị bở. Không chiên cho nó bở. Nó không bấy ra. Đu đủ nó dễ bở mà. Nó dễ bấy lắm. Mình chiên vậy lúc mà anh cắn vô, anh thử anh cắn vô coi. Giống như có một cái lớp áo ở ngoài, nó bị, vậy nó dai dai. Nó vàng cái lớp ngoài đó rồi. Ừ. Rất là ngon. Ừ, nóng. Ngon quá. Em ăn ốc đi. Ốc nhiều quá nè. Ốc cho em. Ăn nãy giờ. Ăn đi. Em ăn lắm em. Gì. Một gì. Một nhà ốc luôn. Mình ngồi mình gỡ từng con mình thấy lâu á. Mình ăn gì mình thấy nhanh ha. Ừ. Sớm mình lập mình sạch dữ lắm luôn. Làm mấy lần luôn. Ăn đâu đủ hạt cát không?
lần đầu tiên mình ăn cái món này cho nên thấy lạ lẫm, chứ hồi đó giờ là đồ hải sản là mình chỉ khoái hấp xả rồi cả nhà. Hấp xả là hầu như đồ biển là hấp xả là ngon nhất á. Nó thơm. Dễ ăn. Con này hấp xả cũng ngon nữa. Nhưng mà ăn gọi ăn rồi mà. Ăn thường mà. Thôi chưa? Chưa. Có không? Chưa hả? À, con này là mới ăn lần thứ hai nè. Đi móc mua con này hấp xả cho mình ăn. Cái này ta nó ngon nữa là mình sợ nó muốn. Nhưng mà anh thì thích để không? Để nguyên quậy, nguyên chất đó. Mốt để nguyên chất luôn. Cho nguyên chất. Nguyên chất luôn ạ. Ôi, lần đầu trải nghiệm cái món ăn mới lạ. Thật là ngon. Lạ nữa. Cái con ốc nó giòn. Cả nhà hãy làm thử món này thử xem. Cả nhà hãy làm theo cái món ăn của mình thử coi cảm nhận sẽ ngon hay là như thế nào. Ăn lần đầu thì nếu mà không ngon thì đó là một trải nghiệm thú vị thôi. Thôi cảm ơn cả nhà đã xem hết video của hai vợ chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ cho hai vợ chồng mình trong những video tới. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà nha.